Chào lại anh em ha, hôm nay mình quay tiếp tục cho anh em xem tham khảo coi có phù hợp công việc mình không. Máy này thì máy Honda, máy hiệu Honda FFG201. Đó, máy rất là mới, nói chung là để mình soi cho từng chi tiết cho anh em xem. Thì anh em cứ nhìn. Đó. Còn cái chất lượng máy, nói thật sự ra máy này y như máy mới chứ không có gì, chất lượng nó nguyên zin hết. Nước sơn đâu cũng còn khá là đẹp. Công tắc chiếc nó đây. Anh em để ngay giữa này thì chạy, quay qua thì tắt, quay qua đây cũng tắt. Còn cái này tay ga. Còn em muốn đi muốn xếp lại cho gọn. Muốn xếp lại cho gọn thì tháo cái này ra xếp lại thôi. Nó chỉ 18 kg ha, máy này 18 kg. Anh em làm sân vườn hay là có cây cảnh gì đó muốn bư đất á, lưỡi đồ nguyên zin hết, chưa mòn chưa gì hết nha anh em. Tất cả những thứ mình kiểm tra ba cái đạn hết rồi, đạn trục đạn này kia hết, là không có dơ lắc cái gì hết đó, nhông còn y nguyên hết. Đó, rồi kiểm tra là mình đánh giá con máy này cho nên mình đưa lên cho anh em tham khảo. Đó, bà con cứ có xài thì alo cho mình. Còn máy này mình bán tại cửa hàng thì cái giá nó là 4,5 triệu. Đó, còn anh em nào có quen biết với cửa hàng mua thì nó đều nó dễ nói rồi. Còn anh em mà chưa có từng mua đó thì anh em tham khảo, ví dụ tin tưởng với nhau thì cho nó đỡ cái chi phí, nếu tin tưởng mình bao phí luôn cho anh em. Còn nếu mà không tin tưởng, chưa có an tâm cái điều gì đó thì mình không bao phí. Nói chung là họ vận chuyển thì họ sẽ có cái dịch vụ thu tiền, thì họ sẽ thêm tiền dịch vụ, cho nên là nếu anh em chuyển khoản thì mình bớt lại dịch vụ đó, thì mình chỉ gửi con máy tới nơi cho anh em thì cho anh em nhẹ cái phí, nó cũng đỡ được vài trăm ngàn nó. Còn anh em nào mà muốn tính sao đó tính, nói chung là sao cũng được. Rồi anh em nào mà mua bán thì mình muốn muốn là gặp được những anh em là lịch sự, nói chuyện đàng hoàng rõ ràng, chứ không có kiểu mà mình không có thích tiếp những người mà như chưa đi ra đường mà sợ móc túi đó, thì cái chuyện đó thì mình không có muốn gặp những người đó ha. Đó, làm ăn mà không tin tưởng với lại là có cái tính nó không lành mạnh đó, thì mình không có làm, nó mệt mỏi lắm. Nè, máy này nè, bề ngang nè là 4,5 tấc, bề ngang của lưỡi là 4,5 tấc nha anh em, lưỡi zin hết. Rồi máy này máy 4 thì rồi thì anh em cứ tham khảo ha, để mình khởi động máy cho anh em xem cái. Máy này thì nó rất là nhạy, anh em nghe tiếng máy nó chạy không, rất là êm. Lên ga bắt đầu nó lưỡi nó quay. Đó, buông ra là lưỡi nó đứng lại. Đó, nó mạnh lắm, thấy nhỏ vậy chứ nó mạnh lắm. Anh em chạy không bao giờ sợ nó sừng, sợ nó đứng lưỡi đâu, nó cứ bư bư tới thôi. Còn đất cứng thì nó đất cứng thì nó bồng bồng lên, còn đất đất mà kiểu mà bình thường thì nó cứ xới tới thôi. Đó. Nè, hơi nó nè, anh thấy không, hơi nó dội dội luôn á. Rồi vậy nó chỉ có vậy thôi. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì gọi kết nối Zalo, gọi ngay lại mình đó, coi con máy này còn thì lấy, gọi thấy hình rõ ràng, nói chung mình làm ăn mình thích đàng hoàng rõ ràng
làm để sống chứ không phải là để làm gì mà che giấu những thứ gì hết. Nó phù hợp thì xài, còn anh em nào thấy con thấy cái có nhu cầu nào, con máy nào cứ gọi lại. Đó, rồi đặt hàng mình sẽ làm cho anh em đúng cái chức năng công việc của từng người cho nó phù hợp nhất cái công việc. Thôi, chào tạm biệt anh em ha, chúc anh em ai cũng làm ăn suôn sẻ ha.